của con người ta chẳng làm ảnh hưởng gì cả. Cơ manh áo thì trong đất của chúng tôi đó, để áo đảo ra cầm luôn cơ khác bảo cơ manh áo đây, người ta phải chạy ra đây chứ gì nữa. Tôi còn đây là quả mà ra cho chúng tôi ở đây này. Anh chứng quyền được rồi, chứng quyền mà đi về. Đi về, đi về. Tại sao lại đi về nhỉ? Chỗ này mà đi về đi ngủ, cái chỗ ta ngủ thế này mà lại dùng về đi ngủ. Chắc ông ấy canh thức cho chúng tôi ngủ. Đúng rồi, chúng tôi canh thức. Anh thức mà lại sao lên để làm mất như thế này. Không nói luôn. Ta bảo tối dân phải kính trọng lễ phép mà chả đấy kính trọng lễ phép tí nào cả. Đất của ai mang giấy tờ này thế đâu có nhiều. Xin mời đòi mang giấy tờ. Ờ, thay ra đây mà tranh. Con nhà không được à? Bà ơi, không biết bà làm gì. Quên à, mày. Ôi, bà đi về. Báo. Bà đi vào. Sản xuất là 30 ngày 30 đuối rồi sản xuất gì đấy. Của chị có tin tưởng là đấy là vấn đề nhà nước.